Xin chào các bạn. Để dễ dàng chăm sóc những cây hoa phong lan mau phát triển, luôn xanh tốt, có rất nhiều nụ hoa. Những nụ hoa phát triển nhanh. Hôm nay tôi chia sẻ một loại phân bón hữu cơ mới giúp cho những cây hoa lan luôn phát triển được rất nhiều hoa, luôn tươi đẹp và rực rỡ, giữ trên cành được lâu hơn. Với cách làm đơn giản và dễ này, những cây hoa lan của các bạn sẽ luôn nở nhiều, hoa luôn tươi đẹp và rực rỡ quanh năm. Các bạn hãy sử dụng bột cà phê. Cà phê luôn có tính kháng khuẩn khử trùng, có chứa nhiều kali, là một trong những chất rất dồi dào dinh dưỡng cho hoa lan phát triển nhanh. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Sau đó các bạn sử dụng thêm gạo. Gạo có chứa nhiều vitamin B và cũng có chứa nhiều kali. Hãy dùng 2 thìa. Cho vào 500ml nước ở nhiệt độ phòng. Sau khi nước này đã nguội, các bạn sẽ lọc bỏ cặn. Cho thêm vào 500ml nước. Sau đó các bạn sử dụng ngay nước này và hãy chăm sóc cho những chiếc lá. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh tốt, không bị nấm, côn trùng. Bổ sung rất nhiều dưỡng chất qua lá. Và hãy áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Nó sẽ giúp loại bỏ nấm, côn trùng. Những cây dù yếu ớt sẽ được phát triển rất nhanh. Và các loại côn trùng như là nhện, riệp, bọ trĩ sẽ không còn trên hoa lan. Một cách làm sạch những chiếc lá hoa lan hiệu quả, nó sẽ giúp cho những chiếc lá được xanh hơn. Và trong cà phê có chứa nhiều đạm nên sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất và cung cấp được màu xanh của lá. Các bạn hãy nhớ lau dưới mặt lá này, vì những loại côn trùng thường hay ẩn nấp dưới mặt lá.
lá sẽ rất khỏe. Và cách thứ hai là các bạn tưới phun sương cho cây. Và chúng ta thực hiện việc làm này mỗi tuần một lần. Nó sẽ giúp loại bỏ các loại côn trùng, làm sạch lá hoa lan. Các bạn nên áp dụng vào buổi sáng và đến chiều thì những chiếc lá này sẽ khô lại rất nhanh, không ảnh hưởng đến hoa lan. Các loại côn trùng như là nhện, diệp, bọ trĩ thì trên hoa lan sẽ luôn được sạch. Với những cây hoa lan dù rất yếu, khi các bạn chăm sóc theo cách này, rễ sẽ được phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Sau đó các bạn sẽ cho nước gạo này vào chung. Và bây giờ là những dưỡng chất có trong gạo đã được hòa tan vào nước. Sau đó các bạn hãy tưới ngay vào gốc của cây. Và nên áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Và để trong 20 phút. Nó sẽ giúp cho bộ rễ của hoa lan không bao giờ bị thối. Các bạn có thể xen kẽ với các loại phân bón hữu cơ dạng lỏng khác, giúp cho cây phát triển được nhanh hơn. Và chúng ta hãy duy trì cách làm này 2 tuần một lần. Các bạn không được sử dụng vào 2 ngày liên tiếp. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu ớt tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cho bộ rễ được mạnh mẽ hơn.
sau đó các bạn hãy lấy ra và hãy để những cây hoa lan như thế này ở những nơi có ánh sáng để giúp cho cây quang hợp. Và loại phân bón này sẽ giúp cho những chiếc lá khỏe mạnh hơn, cây sẽ luôn phát triển được nhiều hoa. Và nếu chất trồng khô, các bạn hãy dùng nước để tưới giữ ẩm. Và nó sẽ giúp cho những cành hoa mới được hồi sinh liên tục. Những cành hoa phát triển rất tốt. Những cây hoa lan yếu ớt phát triển được lá non và những chiếc lá này xanh hơn, khỏe mạnh hơn. Và những cành hoa cũng đã được hồi sinh. Mình có thêm nhiều phụ đề và trên kênh cũng đã có chia sẻ nhiều cách. Các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm nào phù hợp nhất. Rễ luôn phát triển rất khỏe mạnh. Cây luôn xanh tốt hơn, hoa luôn nở nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.